Hello, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị ship 3 cây bông trang Thái một cốt cho một anh ở Quảng Nam. Thì cái cây này là màu cà rốt. Còn cái này thì màu vàng. Này màu vàng nha mấy bạn. Còn cái bên đây thì màu đỏ. Các bạn xem nè, cây màu đỏ. Thân một cốt, có hoa luôn. Đây, mình đã vào bầu ni lông bớt đất ra cho nhẹ cho khách. Cây màu cà rốt. Màu cà rốt khác và màu đỏ khác nha mấy bạn. Màu đỏ, con này màu cà rốt. Màu cà rốt thì sáng hơn, tươi hơn. Cái bên đây màu đỏ. Hai cây. Một cây màu đỏ, một cây màu cà rốt và thêm một cây màu vàng. Cây màu vàng này của mình thì mấy em ấy đã ra nụ hết rồi. Nụ. Về tới Quảng Nam là sẽ ra hoa hết. Rồi ba cây này sẽ vào đóng thùng. Mình cảm ơn các bạn đã xem video ngắn vài phút mình giới thiệu ba cây bông trang Thái màu đỏ, màu vàng và màu cà rốt gửi về Quảng Nam. Mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo và tiếp theo. Bye bye.